Việt Nam. Bà không trả lời được luôn. À chứ nếu bên này có tỷ kỳ mà đó. Nhậu rồi, nhậu buổi sáng rồi. Chị qua 6, 7 giờ mà nhậu rồi mà. Nếu mà bữa hôm qua là banh mặt chị nữa. Ở đó à? Alo à, chị ơi, chị cho em hỏi một chút ạ. Ừ, em nói đi. Em muốn lấy sản phẩm của nhà mình ấy. Ừ. Em là ở ngoài Hà Nội, em cũng làm thứ ba ấy. Ừ em. Vâng, thì chị ơi, chị có có nghĩa là có giao sỉ hay cộng tác viên hay gì không chị? Ý là có bán sỉ thôi. À, bán sỉ ạ. À? Vâng, thế bán sỉ là chị giao sỉ như thế nào chị? À, vị xin nữa em nhắn tin Zalo hoặc là Facebook chị á. Vâng, em nhắn Zalo nhá. Rồi, ok, ok em. Em kết bạn với chị cái số này đúng không ạ? Đúng rồi em. Vâng, vâng, đây em kết bạn xong là nhắn tin Zalo cho em nhé. Ờ, à, chị đang bận xíu nha, xíu chị trả lời thì cho chị đang làm á. Dạ vâng, ok chị. Ok em. Thank you.
Vậy nó không mời. Mà nói chung vừa chứ không lì lắm. Nhiều mụn cũng lì mà ta nói thiệt. Nặng bất tội họ luôn. Kỹ như bốt hồi không chịu ra. Chưa thấy chồng em lên sóng chứ. Chưa. Xuống gì em quảng cáo. Đi nào với khách hàng vậy kìa. Kêu qua đi, qua làm nó cũng nó đi. Tại cái âm nó không có. Ông chỉ chỗ rồi đó. Ý là kêu liên hệ tài số đồ đó rồi. Để làm giùm cho không được. Bữa nghe nói. Kêu thì họ mua đi thì điện anh chỉ chỗ cho. Nhiều người họ sợ đó. Ông tạo thì hiền chuyện gì cũng đâu lắm đâu, lần này mấy bữa máy cục luôn từ hết trơn rồi này. Thiệt mà không cái cục nó hết rồi mừng ghê á, cục nó ra kinh khủng luôn em. Tu trời mô Phật. Tao nó bắn tới đầu, tới óc, tới cổ gì mà. Con Ly lấy cái thằng trùm cái đầu lại, tao cười chết luôn á. Trùm chi nữa, trùm tắm luôn cho rồi chứ. Thiệt á, không tắm là khỏi đi đó. Chứ đi để khó chịu lắm. Kiểu mình đi mình mất tự tin nhá. Với lại có mùi khó chịu. Nè lúc đầu giờ nước ngoài tầm phức tầm lần ngâm lậu nha. Vậy đưa cái hình mà hình cũ vậy kìa. Cái hình hồi trước mình nặng đưa cho người cô chồng với lại ông chị Giao coi á. Cái bữa chị Giao có kêu thiếp đi nhìn quen rồi. Chứ ta nhìn ta muốn ói luôn á. Đấy đó, cái cục nó ra đấy đó. Thiệt nhiều người nhìn nhận chứ. Sợ. Khi không nghĩ nó ra nhiều nhiều như rứt luôn á. Kêu chị nó kêu chủ làm nó hả, thì chủ làm cho nhân viên mua làm được mấy cái này, kêu dạng tay lắm này. Đâu có dạng đâu, lấy cái mặt mình ra chơi luôn. Kêu cái cục hôm bữa em chia sẻ gì, cái cục mà lấy ca hứng đó, nguyên cục to nó làm được mà. Cái cục nó còn sớm rồi. Trẻ, không có gươm gươm. Không có đen như bệnh này, bệnh này là. Mà bệnh nó trong bà to kinh nữa nè. Chung là không có tệ lắm.